ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីការដំឡើងនៅ GMS គឺ Google Mobile Service នៅលើទូរស័ព្ទ Huawei Mate 30 Pro បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតែទទួលបានទូរស័ព្ទមកពី Huawei Store នៅទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមបាទហើយនេះខ្ញុំបានធ្វើការ Pre-order មុនរយៈពេល72អាទិត្យបាទអញ្ចឹងយើង pre-order យើងបានអង្គមកច្រើនដែរណាមានហាងត្រួតត្រាសិនទៅបាទនេះយើងមានHuawei Top Band B5 បាទនេះបាទនេះ speaker បាទ Huawei Soundstone Portable Bluetooth Speaker បាទមួយនេះមួយទៀតបាទគឺ gimbal បាទ Osmo Mobile 3 Combo បាទផលិតផលរបស់ DJI បាទថ្មីទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងនេះសិតទៅជា gift ដែលយើងបានទទួលក្នុងការ pre order ហើយនៅថ្ងៃដែលយើងបានទៅយកនៅ store ហ្នឹងក៏យើងបានទទួលបាន gift មួយបន្ថែមទៀតដែរគឺនេះHuawei Service Stick នេះ with LED Utilite នេះបានច្រើនដែរហើយនៅមាន voucher បាទ voucher 1 លានដុងបាទបាទស្មើ43-44ដុល្លារហ្នឹងហើយនឹងយើងអាចសម្រាប់យើងទិញផលិតផលរបស់ Xiaomi ទៀតប៉ុន្តែមិនអាចទិញសម្រាប់ទិញ Mate 30 Pro បាននេះ voucher ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់ពីការដំឡើង GMS បាទដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវរៀបចំ file របស់យើងបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់យើង download file បាទសម្រាប់ដំឡើងនៅក្រោមវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងនេះជា file zip របស់យើងមាន2ទេបាទមាន folder ក្នុងនេះណាយើងមាន Google បាទមាន folder Google ហើយជាមួយនឹង file ដែលមានឈ្មោះថា huawei.zip បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ download មកបាទនេះយើងចុច download មកឥឡូវខ្ញុំបាន download រួចរាល់ហើយណាក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើង download មកនោះវាជា file zip ទៀតតើយើង extract វាហើយខ្ញុំយើង copy ចូល USB ណាអញ្ចឹងយើង unzip មកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀម USB របស់យើងសម្រាប់យើង copy ចូលណាយើង copy បញ្ចូលមកនៅក្នុង USB នេះខ្ញុំបាន copy រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់ខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញថា step របស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងណាយើងហៅមើលមក flash របស់យើងណា USB របស់យើងនេះអានឹងខ្ញុំបានធ្វើម្សាយតែឥឡូវខ្ញុំហ្វមម៉ាត់នេះចឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង copy ថ្មីបាទខ្ញុំនឹង copy ថ្មីបាទនេះ flash យើងអត់មានអីទេតែស្អាតអញ្ចឹងយើង copy អា GMS នេះចូលមកណា copy file 2នេះមកបាទយើងចាប់នេះដាក់បញ្ចូលចុះមកបន្ទាប់ពីយើង copy រួចរាល់ហើយនេះយើងត្រូវមានអានេះមួយទៀតណា USB C OTG adapter សម្រាប់យើងConnect USB នេះចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងចាំមើល copy រួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាទៅម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំConnect ចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងមាន file របស់យើងក្នុងហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយនេះទូរស័ព្ទរបស់យើង
Nhóm bạn tài lạc rồi đó là hai nè, nhóm bạn tài lạc Play Store hai nè, YouTube nè, Google Map Drive ấy nữa, vậy để nhóm chăm bạch nhóm tới cá thì nhóm miền sạp hai được không nhỉ? Hai tầng online sắp tới chia app để dùng bạn download trên bị không Play Store tầng online bà, nên nhóm bạn bạn không nhỉ bà, download bạn tầng online và miền pass up pass ấy nữa cứ bạn tầng online tầm đó nhỉ. Ok. Chúng nhóm còn là bằng hai lang vinh theo là biết là như dạng mệnh chúng ta bây giờ copy rồi đó hai dạng đọc đi chỗ đó ta mà đi đọc cho đó những đọc sở hồng tích sẵn nhóm thưa tay vì hai cứ hà cam mệt thi đa rừng luôn tầm đó ọt miền bánh hà y tế và nó dạng đọc chẳng nó và bắt đầu bị dân bạn đọt bởi chôn chẳng với chậm đáng score là dân chôn là cầm thi xin mở viết mẹp dân bạc pháo nè mẹp pháo nè nhưng mà và chẳng dân đọt chôn mở viết score là chung mô USB bởi dân là Toshiba Drive chẳng dân chọc chôn không nâng mở dân hồ pháo bao dân mà pháo dân mảnh miền pì nè anh ấy mùi hồ vầy dịp hay dân mùi trong folder chmua Google chân dân sẽ cắt về chóp copy ở nâng mùi sẵn copy chân bì flash nâng chỗ được nâng tù sạp chân dân copy hai dân copy từ nà nế add location nhân cho chạy mở dân được nâng internal storage dân chân dân pass về nâng tam đọc nế được nâng internal storage nâng chọc pass mà người ta nên nhóm miên nó không nâng xé vậy chẳng chọc tới viên nâng lột mà chơi hai nè ta ad ấy tề nè nhưng ok tới gần đấy nhóm tam nâng này nhóm keep ấy dân nó nhóm điện là biết bọn nhóm và bóng ôn toàn bàn copy tới việc ad miên bằng hàng chẳng ấy nè và toàn mất tiết dân tổng vĩnh cho tất căn là USB nâng ạ đá hai dân nè cho chọc này chọc nè pha dịp ní hai dân chọc mó chọn mò hái dân chọn extract to hái dân chọn current directory chẳng bị extract nó không USB nâng tầm đó ok bị extract rồi ra hài nè dân bàn file backup ấy và to mà tiết nè chấm hiện và to mà tiết dân cho được không setting dân tờ rô system and update dân cho mà can backup and restore và cho mà tiết dân chọn hà lờ ní data backup restore mà hay dùng vô external storage rồi mà dùng USB storage nè hay dùng được khơi file bao giờ hay file là dùng bạn extract âm bằng mình nó cứ nè ngày khai về anh chung mua với những cái October hay thì đọc bờ nè cái người chạy mơ tới khi nó đang tiết tới về miền ấy nè khi nó đang về miền file để dùng thử restore nè về miền P đang ảnh nè thế nhé anh ấy app để dân ai download ban từ bộ nơi website và lơ cái bật website nâng hai hàn ní xe mẹp xe phí Google này nó không nâng chân dân restore api nâng chân dân chọc ok mà ok dân chọc restore nè hai bên password chân password tip niệm bây giờ nâng chôn màu bênh màu nè e tô hay xôn bảo đoàn nè mùi bì bây buồn ra bảo mùi bảo ok nâng chọc ok mà nè ok là restore complete đây nè phần năng rủi ro là dân tranh màu vệnh mở cho màu căn home screen hay dân màu mờ nè cầm thi pi mấy nắng nè thôi nhé nè anh đang mấy nhẹ nè anh đang ạ chẳng và tao mới dân chạy chỗ là nâng mở cái chỗ màu vía hai nó dân ở lâu sụp dân bệnh màu vệnh ở lâu với sân nè hay dân activate màu nè và nếu nhóm tà lãng rồi cho lại được chân mạnh viên lô chân à nè à bộ bộ dương toàn tà lãng à nâng có hoa mày nè nâng có hoa mày chân nhóm cầm thơ tam lên tiệt nè nâng dân activate nâng hai và tỏ mà tiết dân chôn mà cắn anh ấy dân mấy nè pha dân mấy nè tà lãng à dân copy chôn nó không internet storage nè chọc viên máu hay dân Homer à Google nó máu chọn máu thế nhé anh nó miên vào muối á muối pi bay bơm phèm vào muối nó tạt láng viêm đó muối viêm đó muối chẳng mà tạt láng viêm á tạt láng viêm oh rụi rò mà cứ anh ấy có viêm lại khoai nè nhà nó bị thịt thịt chẳng